có một câu hỏi là hôm nay thầy nói về cái vấn đề trợ tử đó, thì con có cái thắc mắc là theo bên nguyên thủy đó thì nói là chết đây sinh kia, còn bên kia thì nói là 49 ngày. Thế thì thầy gọi cái vấn đề ra sao? Trong bài giảng chính đó, tôi có nói sơ về vấn đề này, xin nói thêm một chút chi tiết. Học thuyết 12 nhân duyên do Đức Phật khám phá và trình bày rất là đậm đặc ở trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh. Thì trong bộ này là Đức Phật nói rất rõ đó, là tái sinh đó, nó diễn ra ở hai mắt xích thứ ba và thứ tư trong 12 mắt xích. Mắt xích thứ ba được gọi tắt là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Giở mắt xích đó đó, ngữ nghĩa được giải thích là gì? Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết con người phải tái sinh thôi. Và nghiệp dẫn đến sự tái sinh và quyết định cảnh giới tái sinh của con người sau khi chết. Mắt xích thứ tư á, trong tiếng Pali gọi là Namba, Namma, Rupa, dịch trong Hán Việt là danh sắc, dịch quá sát nghĩa cho nên khó hiểu. Danh ở đây đó là hệ thống thần kinh, và sắc ở đây đó là cái phôi được cấu tạo bởi trứng và tinh trùng của mẹ và cha trong ngày mà người nữ có thể thụ thai sau khi giao phối. Kinh Trung Bộ nêu điều đó rất rõ, có bốn yếu tố tạo ra một mầm sống sau khi chết. Thứ nhất, tinh tra. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba, sự giao hợp. Và thứ tư, trong vũ trụ này đó, có một người chết mà mẫu số nghiệp là tương thích với cái gia đình nam nữ đang giao cấu đó, tự động nó tạo ra một cái mầm sống mới. Còn mà không á, nếu không có sự tương thích á, thì nó dẫn đến tình trạng hoặc là sảy thai hoặc là phá thai. Thế vậy tâm thức đó là tiếp tục đào thai thêm một lần nữa hay là nhiều lần nữa. Học thuyết 49 ngày hoàn toàn không do Đức Phật nói. Người đầu tiên đưa ra học thuyết này là Ngài Vasubandhu, Hán Việt phiên dịch đó là Thế Thân. Tác phẩm đầu tiên đề cập đến khái niệm này về phương diện lịch sử đó là Câu Xá Luận, Abhidhamma Kosa Sastra. Dựa vào Câu Xá Luận, các nhà Phật học Tây Tạng đưa ra học thuyết Ba Đô, tức là thân trung ấm. Và cũng dựa vào một phần của luận này đó mà người Trung Quốc đã biên soạn ra Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng không do Đức Phật nói nha, do người Trung Quốc sáng tác. Vì yếu tố đa thần giáo và dân hóa Trung Quốc, thần Trung Quốc nằm giấy đầy ở trong bản kinh này, vốn không có xuất xứ từ Ấn Độ. Thì trong kinh đó có nói là gì? Ngày 49 là quyết định sự tái sinh. Thì từ đó người ta mới có thói quen là gì? Ở miền Nam á, cúng trai tăng liên hệ đến lễ táng á, là vào ngày thứ 49. Còn ở miền Bắc á, cúng trai tăng á, vào ngày thứ 35. Vì cái tuần lễ thứ 5 á, nó liên hệ đến cái cảnh giới địa ngục. Và trong văn hóa miền Bắc ta nghĩ rằng là để cho người thân mình thoát khỏi địa ngục á, thì phải cúng trai tăng để tạo phúc. Thì theo tôi đó, cúng trai tăng vào tuần thất thứ 5 hay tuần thất thứ 7 là quá trễ đã. Ở Việt Nam á, nó khác với Hoa Kỳ và phương Tây. Đó là mình chôn á, trong vòng á, là 2-3 ngày. Sau khi chết thì 2-3 ngày là hỏa thiêu hoặc là thổ tán. Ở tại Thái Lan á, thì chùa lớn á, luôn luôn có nhà hoàng và người Phật tử chiếm 95% dân số không hoàng, gọi là linh cữu của người thân họ ở nhà hoàng, nhà tang lễ, mà hoàng ở chùa. Cái đêm cuối cùng mà trước khi động quan đó thì họ mời hàng trăm khách đến dự, vì nhà chùa nào cũng rất rộng. Họ xếp thành các ghế hình caro. Tất cả khách đến dự bao gồm bà con huyết thống, bạn bè làng xóm,
mặc một bộ đồ cum lê màu đen, tham dự một khóa kinh. Sau đó đó gia chủ mới tuyên bố về lý do của ngày hôm nay và mời gọi thân bằng quyến thuộc cùng hùng phước để cúng dường trai tăng. Mặc dù gia chủ đủ sức để cúng dường nhưng mà họ vẫn mời gọi cái sự đồng cúng đó. Thì sau đó nhà sư mới thuyết giảng Phật pháp trên nền tảng là chia sẻ nỗi khổ niềm đau, rồi hướng dẫn thực tập vô ngã, rồi nói về cảnh giới tái sinh, những cái chuẩn bị để có một cái cảnh giới là sanh về an lạc. Sau đó khóa lại kết thúc. Thì 49 ngày này dầu được nêu ra trong kinh Địa Tạng nhưng hoàn toàn không do Phật nói, đó là một học thuyết phát sinh thôi. Cho nên á, giữa hai học thuyết này á, tôi vẫn nghiêng về cái học thuyết được Đức Phật dạy trong 12 nhân duyên, vì các trường phái của Phật giáo, Phật giáo Đại Chúng Bộ về sau này được gọi là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Thượng Tổ Bộ về sau này tự xưng là Nguyên Thủy, đều thừa nhận học thuyết đó, không ai phủ định. Và do đó đó là chúng ta phải chuẩn bị cho người thân của mình đang lúc bệnh và lúc hấp hối, còn sau khi chết rồi là phần phụ thôi. Dĩ nhiên đó là sau khi chết 7 tuần thất chúng ta vẫn nên tiếp tục cúng tại chùa, vì đó là cái dịp mà người thân của chúng ta đó sẽ có cơ hội gặp được Phật pháp, nghe được những bài giảng, được hướng dẫn tận tình. Cho nên nhiều người đó đã chính thức trở thành Phật tử sau đó, lệ lạc đó là rất lớn. Ngoài ra đó, cúng thất tại chùa đó còn giúp cho người thân không phải là nhậu. Đối với người nam, nhỏ to tâm sự và chuyện thị phi đối với người nữ. Nếu ta cúng ở nhà, cái bài rượu nhiều ở chùa đâu có bài được lắm. Như vậy là cái ngày đó là cái ngày dành cho người chết, chứ không phải là tế để mà là mua vui hay là chia vui hay là hưởng thụ. Ngoài ra đó, cúng tại chùa đó chúng ta đành phải cúng chay, thì cái này đó chúng ta sẽ có cơ hội ăn chay như là một văn hóa, đó là tiêu thụ ẩm thực. Ngoài ra đó, đó là 7 tuần thất đó còn là cái cơ hội mà nhà chùa đó là bày tỏ cái sự quan tâm chăm sóc đối với tín đồ, và tín đồ nhân đó mới phát tâm cúng dường. Ở Mỹ thì ta có cúng trọn gói phối hợp với các nhà tăng lễ. Ở chùa Việt Nam đó, một số chùa Hoa người ta quy định lắm, thờ kinh Địa Tạng bao nhiêu, thờ kinh Di Đà bao nhiêu, thầy cúng cơm bao nhiêu, một người tụng là bao nhiêu, nhiều người tụng là bao nhiêu, sòng phẳng lắm. Còn các chùa Việt đó thì không có quy định đó, tùy hiểu công đức. Thì cũng nhờ cái này đó mà chùa mới có những cái sinh hoạt phí. Mình nói một cách đó là trắng đen chút xíu là có sinh hoạt phí. Còn các giá trị đầu là những điều mà chúng ta không thể phủ định đã. Cho nên 49 ngày dầu không phải Phật nói vẫn có giá trị. Cho nên chúng ta nên tiếp tục giữ truyền thống này. Còn về phương diện triết lý, mình phải hiểu rõ cái này không do Phật nói. Còn Đức Phật nói rằng là chết là tái sanh liền, ngoại trừ một số người á, cái nghiệp chết chưa hết. Cho nên sau khi chết tái sanh sống lại thêm một lần nữa, có thể là vài ngày, vài tháng, vài năm, số lượng đó là không nhiều nhưng mà có thật.